Chào các bác. Các bác đã bao giờ thấy một cây lộc rừng mini nào mà nó nhiều hoa này chưa ạ? Em cũng lần đầu tiên thấy các bác. Thực tế thì trên các cái diễn đàn có những cái ảnh nó rất là đẹp, không biết là có thật hay không. Bây giờ đây là cây thật, hiện thật đây, hoa thật đây. Một cây lộc rừng rất bé, rất già các bác nha. Này làm cái video chia sẻ các bác hai cây này thì chưa làm gì, chỉ khoe thôi. Đấy là một cây lộc vừng này, rất nhiều hoa và quan trọng là nó mini, rất mini đấy và già, mới thay chậu. Đấy, thứ hai là cây quế cũng thuộc dòng mini thôi. Đấy, đang rất là nhiều quả, vừa hết hoa đang rất nhiều quả đấy, quả hết đấy, một cái siêu hoa thì đây là các bác là hai cây mới đó nha. Để em quay từng cây một để các bác xem nha. Đây, đầu tiên là cây lộc vừng. Lộc vừng thì hôm trước tại vì là mới thay chậu các bác, thì nhấc sang đây thì bỏ lá đi và lá nó rụng đi, mới thay chậu và vẫn thả nước. Ngày trước là nó trên, hôm trước quanh ngoài chợ thì các bác thấy nó ở ôi, trên một cái chậu, cái chai la vi to á, chai to nó cũng bằng này này, nhưng mà cắt lấy cái đít chai trồng lên và thả nước thì nó rất là nhiều hoa. Cái giống lộc vừng này là cái giống xin hoa các bác, cái giống lá tròn ấy. Một số cái giống lộc vừng rất khó ra hoa các bác, ví dụ lá dài hoặc lá răng cưa, lá này dài răng cưa nhỏ nhỏ khó ra hoa lắm. Giống lá tròn thì ra hoa rất là dễ. Phải đợi cây này thì chậu tàu mới thay đây, một cái đĩa bác Trương tặng đây. Đấy, cái chậu này thì mua khoảng 3 lít rồi. Về cái chậu thì tạm thời không nói đi, để cây đi. Đầu tiên là đập vào mặt vào một cây lộc vừng bé mà rất nhiều hoa, rất nhiều hoa. Nó bị quá trình trở về nó bị bay mất mấy cái. Đấy. thì cơ bản là dáng dấp. Thứ hai là dáng dấp thì cái khẩu này rất dài và có dễ ăn ở đây, khá là lâu năm rồi, nó khá là bền rồi. Tất nhiên rễ nó cũng chưa chưa được to, nhưng mà tương lai bệ nó sẽ rất là ổn. Đấy, bệ rất ổn. Đấy, bệ rất là ổn. Đấy, các bạn nhìn này, các bạn nhìn ở đây thấy đúng không? Và da rẻ rất là già. Thì cây này chắc chắn thì là cắt từ một khẩu, nó là chiết từ một cái khẩu của một cây già nào đấy ra thôi thì hoa nó mới được. Và nó cũng lâu năm mà xa mẹ rồi, nó phải tầm 5-7 năm xa mẹ rồi. Đầu tiên là bị bắt mắt về hoa các bác nhá, còn đang nụ, đang tiếp tục ra đây nhá. Thứ hai là cái tỷ lệ của nó rất mini. Đấy, chỉ hơn găng tay chút thôi. Nếu mà tôi thu ngắn lại thì nó chỉ tầm chắc tầm trước 10 phân rồi thôi, tầm 5-7 phân thôi. Tôi sẽ cắt đến đây. Tôi còn đang suy nghĩ rằng là chơi hoa đã không? Tôi còn một mấy chùm hoa trên này nữa này. Đấy, rất riêng hoa. Và những cái đầu này sẽ thu ngắn lại để sẽ đổ xuống này một chút, sẽ đổ như siêu một chút, siêu xuống một chút nữa. Đấy, thực tế mà nói thì cái đoạn này nó cũng dùng được, cũng chơi được. Thì chơi bông thiên nhiên cứ cắt tròn 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 thì cũng rất là đẹp, sau hoa rất nhiều. Nhưng mà cái đoạn này này nó khá là, nó không có nhịp chuyển, cho nên là tôi sớm muộn tôi sẽ cắt cái đoạn này đi. Và nếu mà chịu khó thì là sẽ được một cái cây lộc vừng nữa, cũng nhiều hoa nữa đây, bằng bằng cái đoạn ngọn này. Đấy, nhưng mà chắc là vứt đi thôi. Đấy, thì dâm xuống là sẽ có hoa rồi, khi sống là có hoa rồi. Cái dòng này như vậy, hai mặt nó khá là duyên dáng, khá là duyên dáng và rất là già. Các bạn nhìn đầu dâm giết thấy già,
Đấy, vậy này. Mỗi mỗi cái dăm là một cái hoa. Đấy, như thế này. Rất bắt mắt đâu. Nhiều bác thích cái này. Rêu phong này. Nứt nứt niếc này là chỉ có lộc vừng già đời mới có nứt nước này, này. Nứt vỏ ấy. Đấy. Một cây sau sẽ làm cây hồi hồi đầu ấy. Sơi siêu xuống một chút nữa. Đấy, và cái này là cố gắng dựng thẳng lên. Cái này là cái tay siêu. Thân nó đã siêu rồi. Đấy. Thì cứ chọn nó đủ là dằm viết sẽ nhanh thôi, lộc vừng nhanh thôi. Tất nhiên là cái mục tiêu chơi hoa thì cũng chưa cần thiết lắm. Bây giờ nhìn này là biết nó dòng siêu hoa, cứ thả nước là cứ hoa bát ngát thôi, cứ mùa hoa là ra rồi. Đấy. Rất là thích, cây này rất là thích. Cũng nhiều bác rất là thích cây này. Đấy, rất sang, rất cổ thụ mà nó rất mini. Nhìn thấy cái tuổi nó này. Đấy, cái hoa này. Và cái dáng rất thích. Đây này. Sau này bệ biếc sẽ rất là ổn. Đấy. Mấy hôm nay nó lại bắt đầu ấm lại nhưng không ngại. Mấy hôm trước rét thì nó sẽ ủ vải hoặc là ủ vải, đa loại là ủ vải hoặc cái gì đấy để lên đây để cho nó mát gốc và không bị mất nước. Đấy, thì bây giờ bỏ đây quay cho các bác xem cái cây này. Đấy, và vừa mới sở hữu hàng chợ thì các bác, nhưng mà bây giờ thì giá trị của nó khác rồi. Hoa này. Thấy không? Rêu phòng này, hồi trước nó ăn nguyên cái hình cái chậu cũ đây, vẫn còn nguyên đây. Đấy. Rồi, tiếp theo là sang những cây về cây nguyệt quế này. Nguyệt quế, một cây nguyệt quế rất đẹp. Đấy, cây nguyệt quế. Nguyệt quế siêu hoa. Khoảng 45. Đấy, khoảng 45, cao khoảng 45. Chu vi gốc tầm 55. Chu vi gốc tầm 55. Cốt thật của nó. Cốt thật nó cao khoảng độ 23 phân. Cốt thật thì cái xương khung chính nó cao khoảng 23 phân. Đấy, một cây rất là mini, rất hay. Mà rất rẻ. Rất rẻ các bác nhé. Rất rẻ. Xoay một vòng các bác xem mặt sau ấy. Bệ biếc nhé. Móng quặp trong rồng nhé. Móng quặp chân gà đông tảo đây. Đấy. Bệ rất hay. Thì chứ cũng chưa phải chỉnh sửa gì cả. Cứ để thiên nhiên thôi. Đấy. Rất nhiều quả siêu hoa. Điều
Lần này là trước này, rất là sâu cây. Rất bền, rất quặc, chân rất quặc, rất trụ này, nhưng bóng đồ rất là phù hợp với bonsai đó. Sau đây rất đẹp các bác nhé, rất đẹp luôn. Da rẻ thích không, rất thích luôn, rất thích. Đấy. Rất thích. Cũng là một cô hình quế rất giá trị đúng không? Mặt sau nó nhìn thiệt, da nó khẩu này nó chỉ đúng tầm khoảng 20-23 phân thôi. Đấy, để tôi sẽ lùa ống kính vào sâu trong tí vậy. Như vậy các bạn ạ, chậu lục giác, chậu ngũ giác, cháu lục giác chứ nhỉ. Đấy bây giờ sẽ lùa máy quay vào. Đây là mặt sau các bạn nhé, sẽ chọn là mặt sau nhé. Mặt sau mà đây về mặt chân mẹ thì rất ok nhé. Đây dưới thì có chân nhé, có chân hết nhé, nó không được lộ như mặt trước, nhưng mà nhìn này, nhìn thấy thích không các bác? Rất là thích nữa, không đơn giản đâu. Một cây rất đẹp ấy. Già nua này, già nua của nó thì không phải nghĩ nhé. Già nua không phải nghĩ là rất là ngắn lùn lực nhé. Một cây đẹp, một cây rất đẹp. Đây còn mặt trước rất là hài hòa, móng chân lâu năm trên chậu quặp xuống chứ không bị chìa, nó rất là thô. Đấy, chân trước rất là quặp, rất là bệt như móng rồng. Đấy, vì này như vậy nó không có những cái vết cắt thô hoặc là nó chìa ra đây lâu năm rồi. Đấy, và đây mặt trước này, phần tiếp này trắng này, rất là thích. Ba thân nha các bạn, ba vai nha, ba vai tướng tàn đại thụ, tướng đại thụ thiên nhiên này, đại thụ này, đại thụ rất vững chãi, gốc lùn, đại thụ, trực đại thụ. Đấy, thì bên đây phân là ba vai thiên nhiên này, bóng thiên nhiên, 1 này, 2 này, 3, vật cấp lên, và chia bông ra thôi, rất là rõ ràng. Rất là rõ ràng và hợp lý. Bóng rất thiên nhiên đó. Đấy. Rất là rậm rạp mà không bị bỏ răm. Rất thiên nhiên, cây rất tốt. Đây, quả khắp nơi, dòng xiêm hoa, xiêm quả, lá này. Đấy, ở phía bên này. Rất thích đúng không? Rất thích, tôi cũng rất thích cái cây này. Rất thích cây này. Đấy. Đẹp. Thì rất đẹp. Bỏ cái thân này cho nó sạch sẽ, nhìn nó sâu cây mà thích. Những cái hàng cái hốc tự nhiên. Đấy. Nguyệt quế và cái tùng lá hán khi nó bóc vỏ hoặc là ổi hoặc là tường vi khi nó bóc vỏ đẹp lắm. Nó thể hiện cái sự già nua và cái da rất là đẹp. Da rẻ rất đẹp. Da rẻ rất đẹp và cũng vệ sinh đi thì cũng đỡ sâu bệnh, đỡ tụ rồi. Đấy, một cây rất đẹp. Thích cây này.
Cây này mà nếu mà lạc trong vườn mượt quế hoặc là vườn cây bonsai thì nhiều người cũng không để ý không biết đâu. Nhìn kỹ thì mới thấy mê. Đấy, thì bây giờ em sẽ làm kỹ để các bạn biết. Thỉnh thoảng đi có đi gặp được thì cố gắng để ý kỹ, tránh bị cái mất cây đẹp các bạn nhé. Đấy, một cây đẹp, hệ rất tự nhiên. Chính là đế trải 24 giờ em không thích rồi. Bệ như này thoáng, tự nhiên, rất là vui. Đấy, quan trọng là phân chi trực, phân chi rất là bóng thiên nhiên, rất là bóng thiên nhiên, chẳng cần phải cầu kỳ gì mà vẫn đẹp. Đấy, này là tên một chút. Đấy, rất là nặng, cái chậu xi măng này nặng. Đấy, các bạn thấy không? Thích không? Từ trên xuống dưới này các bạn nhé. Từ trên xuống dưới. Đó. Vừa hết một lứa hoa cách đây mấy hôm này. Quả. Rất nhiều quả. Một cây quế rất đẹp, với lại một cây lộc vừng, chia sẻ cùng các bác trong một video. Xin cảm ơn các bác nha.